Chào quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến. Cứ mỗi lần thấy 11 mùa về, học sinh riêng em luôn muốn tặng cho các thầy, các cô những món quà chân thành và thiết thực nhất để phần nào đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy cô đã giúp chúng em ngày một khôn lớn, trưởng thành hơn, giúp em có những bài học cuộc sống vô cùng quý giá. Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng em xin gửi lời tri ân đến những người lái đò cần mẫn, ngày ngày dìu dắt các lứa học sinh trên con đường học tập. Sau gần 3 năm học tại trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, em đã có không ít những kỷ niệm đáng nhớ về thầy cô và trường lớp. Từ năm học đầu tiên, em đã vô cùng ấn tượng với sự ân cần và nhiệt tình của thầy cô trong trường, luôn giảng lại bài học khi chúng em chưa nắm rõ. Hay lúc có bạn trong lớp chưa hiểu bài, thầy cô luôn luôn sẵn lòng chỉ bảo. Bởi lẽ em biết rằng những gì thầy cô làm là chỉ mong học sinh của mình sẽ tốt hơn, trưởng thành hơn. Dưới mái trường Hân Hương, nơi lưu giữ bao kỷ niệm của tuổi trò chúng em, thì thầy cô là những người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng em. Trong ký ức của em, những kỷ niệm về mái trường, về thầy cô, bạn bè cứ thế hiện lên từ những ngày đầu tiên đi học, đặt chân vào ngôi trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, cho đến những bài giảng đầy nhiệt huyết và yêu nghề của thầy cô giáo. Em đang cảm nhận từng ngày trọn vẹn khi còn là học sinh, khi còn được ngồi trên ghế nhà trường. Và em không thể nào quên được những kỷ niệm đẹp bên bạn bè, mái trường, cùng hình ảnh của những người cô, người thầy, miệt mài bên giáo án để truyền dạy cho em bao tri thức, bao ước mơ và hy vọng. Trường, ngôi nhà thứ hai, luôn là nơi lưu lại những ấn tượng đáng nhớ nhất trong cuộc đời mọi người. Chúng em xin cảm ơn những thầy cô đã dìu dắt em từ những ngày đầu tiên học lễ, hậu học văn. Những tình yêu hương, trân trọng và thành kính nhất là tất cả những gì em muốn gửi những người cô, người thầy đã dạy dỗ em nên người. Thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp chồng người.